nhằm tổng kết một năm 2023 với nhiều sự biến động, cùng với đó là đánh dấu chặng đường 22 năm cống hiến cho ngành làm đẹp Việt, nỗ lực lan tỏa giá trị truyền thống qua các thế hệ doanh nhân ngành làm đẹp. Vừa qua, tập đoàn quốc tế Thảo Vi Group đã tổ chức lễ giỗ tổ ngành làm đẹp Việt Nam và gala dinner hệ thống thời ra Mộc Liên Hoa Ultra Sport. Đây là dịp để các đơn vị kết nối các doanh nghiệp trên cả nước cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đặt ra những tầm nhìn mới cho ngành trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong ngành lưu giữ những nét đẹp văn hóa, truyền thống lâu đời, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của ngành làm đẹp Việt Nam. Sự kiện đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực từ toàn thể cộng đồng làm đẹp với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời. Đơn vị mong muốn sẽ duy trì hoạt động, trở thành một sự kiện hàng năm nhằm tỏ lòng biết ơn đến các vị tiền tổ và tri ân quý đối tác doanh nghiệp đã cùng đồng hành và hỗ trợ đơn vị cùng nhau góp phần thúc đẩy ngành làm đẹp Việt vươn tầm quốc tế. Hôm nay tôi rất là vui và vinh dự khi được đại diện cho ngành làm đẹp tổ chức một cái buổi lễ, đó là đại lễ giỗ tổ ngành làm đẹp Việt Nam lần thứ hai. Và tôi mong rằng là sau một buổi lễ này sẽ kết nối được tất cả các anh chị em cũng như là làm sao để phát triển cho cái ngành làm đẹp mình vững mạnh hơn nữa. Thông qua chương trình này thì tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em trong hệ thống Mộc Liên Hoa, Ultra Sport và Terra, cũng như là gửi lời đến khách hàng và tất cả những người yêu mến Thảo Vi Group đã ủng hộ cũng như là luôn luôn đồng hành để hệ thống phát triển như ngày hôm nay.